Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến trên kênh Tin Tức Sau Việt. Và ngay sau đây là bản tin Gia đình Phạm Anh Khoa hạnh phúc đi chơi biển. Nam ca sĩ tranh thủ thời gian rảnh đưa bà xã và hai con đi dã ngoại. Từng giữ bí mật về vợ và hai con, nhưng từ năm ngoái, Phạm Anh Khoa đã thoải mái chia sẻ về tổ ấm của mình với giới truyền thông. Ca sĩ gốc Khánh Hòa có hai nhóc tỳ, một trai một gái. Con trai cháu cháu đang cùng Phạm Anh Khoa tham gia show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế mùa 3. Anh chia sẻ, công việc quá bận rộn khiến anh lơ là việc gần gũi với các con. Bởi vậy, khi quay tập đầu tiên của chương trình, anh cảm thấy lúng túng vì chưa biết cách lấy lòng cậu nhóc. Mới đây, anh và vợ đã sắp xếp thời gian để cùng đưa hai bé Cào Cào và cháu cháu đi chơi biển để vun vén tình cảm gia đình. Bốn thành viên đều mặc tông sườn tông trang phục trắng và đi dạo trên bãi biển. Đây cũng là dịp để Phạm Anh Khoa và vợ hâm nóng lại tình yêu. Anh tâm sự, bà xã là người anh yêu thương, nhưng đôi lúc anh chủ quan, phó mặc mọi việc nhà cho vợ. Để thỏa sức vùng vẫy với đam mê âm nhạc, anh biết cô chịu nhiều thiệt thòi nên cố gắng bù đắp. Con gái Cào Cào rất tình cảm ôm bố mẹ. Đôi vợ chồng tranh thủ ghi lại những hình ảnh tình tứ bên nhau trong chuyến đi. Anh từng kể, bà xã Thùy Trang sinh ra trong một gia đình giàu có, còn anh chỉ là chàng ca sĩ nghèo. Khi lấy nhau, cả hai sống trong ngôi nhà trọ, bản thân anh gặp áp lực về kinh tế bởi không muốn vợ chịu khổ vì anh. Sau nhiều năm phấn đấu, anh đã có một cuộc sống sung túc hơn. Hai vợ chồng anh cũng gặp không ít mâu thuẫn vì tính cách hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, theo thời gian, cả hai đều thay đổi để phù hợp với nhau. Phạm Anh Khoa rất nóng nảy, nhưng anh dần trở thành người chồng tâm lý dịu dàng nhờ tham gia những hoạt động xã hội. Nụ hôn ngọt ngào của vợ chồng Phạm Anh Khoa trong chuyến nghỉ dưỡng ở bãi biển. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!